đi ra Hà mình đi bắt ốc bu gì mình làm món ăn nha các bạn. Chào các bạn nha, bữa nay anh em mình có đi ra Hà mình kiếm ốc bu về mình làm món chế biến món ăn nha các bạn. Ồ, mấy con cua bự hả? Bắt được con cua càng cành luôn các bạn ơi. Hồi mình nướng nè, mình dùng luôn nha các bạn. Hết biết con cua bự rồi. Ốc luôn. Đây cả nhà ơi, mình đi có bắt chút xíu mà được nhiều rồi cả nhà. Đây nãy giờ anh em mình bắt cũng được nhiều ốc đây các bạn ơi. Nãy giờ anh em mình đi cũng cả tiếng hồ bắt được nhiều đây. Bây giờ mình ướp gia vị nha các bạn. Bữa nay ốc mình ướp xả ớt mình nướng nha. Mình cho xả vô. Là ớt khô nha các bạn, mình cho ớt khô vô luôn. Cái này là cũng như mình ướp là siêu cay luôn đó. Là siêu cay luôn đó nha mọi người. Rồi mình để tỏi vô luôn nha. Này mình dặn nửa muỗng bột ngọt. Mình trộn lên nha các bạn. Tôi nhìn không thấy hèm à. Chưa chín rồi, ngon quá. Đây mình cho miếng nước mắm vô đặn nướng cho nó thơm. Trộn lên cho đều. Quá ngon luôn à. Ngon quá. Đây cả nhà ơi. Hồi mình xỏ sâu mình nướng nha. Ốc mình cũng đã ướp gia vị hết rồi, mình đang nhím lửa. Giờ là mình xỏ sâu vô mình nướng nha mọi người. Các bạn ơi, mà mình xỏ nãy giờ cũng sắp rồi các bạn ơi. Cũng xỏ rồi nha cả nhà, mình để anh biết mình nướng. Nhìn hấp dẫn quá mọi người ơi. Mình làm nước chấm nha cả nhà. Này xả. Này ớt. Ớt cho nhiều ăn cho cay đã. Hai muỗng đường.
không có nước nóng mình đổ miếng nước lạnh vô. Cái chén nước mắm mình làm rồi đây, quá ngon. Ăn canh vô nha, canh thì nước thì ghê thiệt chứ. Đây mình đang nướng nha các bạn, cũng sắp sửa chín này. À, mình có bắt được con cua nè, mình nướng nó luôn. Đây các bạn ơi, mình cũng đã nướng ốc xong rồi các bạn ơi, nhìn ngon không? Đây. Đây mình vô đây. Đây đây mình khai trương trước cái nha. Đây mình mời cả nhà dùng với mình miếng ốc nướng xả ớt nha. Không á. Còn bữa nay rút nước ra hết rồi. Bơm nó rút nước ra nó sẽ tụt ốc gì các bạn ơi. Bạn ăn sâu nữa nha. Coi clip này xem ăn ốc này cũng ủng hộ kênh ốc miền Tây luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn có ý kiến có bình luận dưới comment giùm cho hai đứa mình biết là có gì hai đứa mình làm ăn có ngon chút nữa nha các bạn. Dính vô cây á. Cua gần cái các bạn. Cua gần cần bằng cây á. Rồi, mình mời các bạn ăn với mình cái càng cua nha. Quá bự các bạn ơi, cần bằng cây. Ăn cua thật thơm á. Dê nhắc nè. Thôi mình ăn cái càng các bạn ơi. Không cảm à, tại vì có một con cua nó có cái càng bự thôi mà nhường cho thằng bạn nó ăn rồi. Mình hy sinh mình ăn cái càng nhỏ chút. Vậy mới biết điều chứ. Rồi mình mời luôn nha. Xả rớt quá, xả nó dính lên. Quá ngon. Các bạn ơi, nãy giờ hai anh em mình ăn cũng hết rồi các bạn ơi. Cũng còn hay sâu. Cũng như thằng Caramel ăn cũng hơi ít. Đàn nãy giờ tôi cũng ăn cũng nhiều lắm. Video đến đây đã kết thúc các bạn ơi. Mong các bạn thương tình và ủng hộ kênh của ốc miền Tây. Xin chào tạm biệt các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn nha.